Em Ri xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã chọn xem video clip của em Ri trong hàng ngàn hàng vạn video clip ngoài kia. Và hiện tại thì em Ri đang có mặt trên đường Hải Thượng Lãng Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây trước đây thì có một cái quán cà phê đây. Đây quán cà phê đây, nhưng mà bây giờ thì gần như là người ta đã xóa sổ rồi. Ngay đường Hải Thượng Long này thì chuyên bán như là đèn nè, rồi cái dây điện trang trí nè, đồ trang trí Tết. Nhưng mà hiện tại thì những cái giày góc giáp Tết năm 2024, Tết Nguyên Đán chúng ta cận kề rồi. Nhưng mà tình hình kinh doanh ở đây thì rõ ràng ở đây thì thấy là gần như là không khả thi. Tình tình thì cả nhà mình nhìn thấy đó, người bán thì nhiều, đèn thì lấp lánh như thế này, nhưng mà cái người mua thì gần như là không thấy luôn, vắng bóng khách. Những cái buổi tối như thế này thì đây là một cái dịp cho bà con buôn bán rất là được. Lý do là sau một ngày lao động vất vả rồi, anh chị em làm văn phòng công ty này, hay là làm công nhân, làm thuê cho người ta, thì buổi tối về đây rảnh rỗi có thể là chở vợ chở con đi dạo một vòng, hay là mua những cái món đồ mà trang trí Tết cho gia đình chúng ta. Nhưng mà hiện tại đó thì cả nhà mình thấy đó, những cái thời điểm đẹp như vậy, những cái khung giờ đẹp như thế này, nhưng mà bây giờ thì tìm đâu ra khách bây giờ. Khách khá là vắng luôn rồi, vắng dữ luôn chứ không phải vắng bình thường. Đó thì càng đi thì gia đình chúng ta sẽ thấy lượng khách gần dư luôn ha. Gia đình chúng ta sẽ không tìm thấy khách ở khu vực này luôn. Đây nè, cả nhà mình nhìn thấy nè, đường thì rộng mênh mông luôn nha, nhưng mà khách thì không có, ngay chỗ trước cổng chợ Kim Biên nữa. Thì để chúng ta đi thêm một vòng nữa ha. Tình hình bây giờ thì càng về cuối năm thì tình hình kinh doanh buôn bán của bà con thì gọi là nó có một điều gì đó rất là eo xèo. Đây thì ở đoạn Hải Thượng Long này thì ngay trước chỗ chợ Kim Biên đấy, thì gia đình chúng ta thấy buổi tối này thì cũng có nhiều khách ta đến đây ta chọn đây, ta đứng đây xem, nhưng mà chỉ đứng từ xa xem thôi. Chưa có đủ nhiệt lắm để mà mua. Thì bên hông chợ Kim Biên thì buổi tối người ta dọn gọi là vắng hết rồi. Đây đó thì cũng có người đứng xem, nhưng mà gần như là chưa có gì gọi là sáp lá cà. Và thật sự mà nói, mà đến những cái giai đoạn mà những cái người khách như thế này đây, thì cái máu làm sale của Ri nó cũng nổi lên. Tức là phải có những cái thủ thuật mà câu khách ha, câu khách, ru khách và nhiều khách và nước rút để hối khách, để người ta xuống người ta chốt cái điều mua. Nhưng mà hiện tại thì người ta chỉ đứng là gọi là cái vẻ là chưa có muốn ưng lắm, chưa có ưng bụng lắm, cho nên là cứ đứng hàng ngoài như thế này, đứng trên xe, ngồi trên xe và ngó chút xíu thôi, thì chưa thật sự là nhiệt mua lắm những cái món hàng này. Đó thì phải nói là bán hàng là cả một nghệ thuật, cho nên là những người bán hàng thì đâu đó cái kỹ năng sale là cũng cần thiết, phải biết nhiều khách từ cái đoạn giai đoạn đầu, ít ra cũng mời khách xuống xe tham khảo, rồi nghía qua quan sát khách như thế nào, để người ta gọi là có thích những cái món hàng nào chưa, có chấm được món hàng nào chưa, đã đìa khách chấm được món hàng nào thì lúc đó là chúng ta sẽ giới thiệu mạnh hơn về những cái sản phẩm đó, cũng như là đưa cái nước rút đi để cho khách chốt deal. Còn chỉ mà đứng nhìn khách thôi thì khách mua muốn được thì thôi, thì cái khả năng cao là chúng ta sẽ không bán được hàng đó. Thì rất là đẹp đấy, nhưng mà bây giờ thì nhà mình nhìn thấy rồi đó, gần như là với một cái tâm thế ở đây thì cũng có nhiều gọi là người ta thuê những người làm thời vụ để vào đây gọi là ngoắc khách, chọn khách. Nhưng mà rõ ràng là thuê như vậy là chưa đủ, tại vì ở giai đoạn những cái năm trước á, kinh tế sung ngon lành, cho nên là chỉ cần thuê những người như vậy thôi, thì người ta ngoắc khách vào thôi thì khách tự động người ta sẽ xuống tiền người ta mua, tại vì cái tâm thế đó là thoải mái, tiền thì rủng rỉnh, thích là mua thôi, không cần biết có xài hay không. Còn ở giai đoạn này thì nó rất là khó khăn, khi người ta mua cái gì là cần thiết lắm mới mua, cho nên là đôi khi mình thuê người về thì cũng cần huấn luyện, rèn luyện thêm kỹ năng sale để làm sao mà bán được hàng trong thời điểm này. Nhưng mà nếu mà không thay đổi cách bán hàng mà cứ như trước đây, cứ để đó ai mua được mua muốn được thì thôi, thì cái khả năng cao luôn là chúng ta sẽ
rất là khó để mà đưa khách vào chốt deal để bán được hàng. Đó thì phải nói là cái công đoạn mà chăm sóc khách hàng là cái đoạn tư vấn khách hàng rất là quan trọng để cho người ta bán được hàng. Nên mình thấy đó, gần như đi cả nguyên con đường luôn, nguyên con đường Hải Thượng Lãn Ông chuyên bán giấy trang trí, đèn trang trí, hoa nè. Nhưng mà mình nhìn đó, rồi toàn là người ta chỉ đứng ở ngoài người ta nghía thôi, người ta chưa bước vào, người ta cầm món hàng lên để người ta ngắm, người ta chọn, người ta xem nữa. Nói chi là người mua. Thì chạy nguyên một đường mình chả thấy ai mua cái gì, cũng chả thấy ai cầm một món hàng nào trong cửa hàng ra hết. Đây cũng là một cái điều nhức nhối của người kinh doanh. Hàng thì phải nói là chất trùng trùng điệp điệp như những cái quả núi như thế này, những cái kho mà đầy ắp hàng, nhưng người thì cũng có đến, nhưng mà rõ ràng là cái khả năng để họ chốt deal thì quá ít. Đó thì cả nhà mình nhìn thấy đó, người ta nhìn vào này, đứng cầm rất là nhẹ nhàng đúng không? Đó thì đây thì cũng có những người người ta đến là chọn đấy. Và may quá ở đây thì thấy được là có một chị gái, bạn em gái ha, đã mua được một món quà trang trí rồi, đó đã bỏ vô bịch rồi, bịch xanh rồi, thì đi cả đoạn đường luôn mới thấy bán được có một miếng thôi nha, đồ trang trí mà mua có một miếng một thôi. Không biết là dán ở chỗ nào nhưng mà số lượng mua vậy thì quá ít đi. Ông thằng tài ha, mua chỉ duy nhất miếng ông thằng tài thôi. Em gái cho anh hỏi thăm được không? Em mua cái ông thằng tài này giá nhiêu vậy em? 140. Nhiêu? 140.000. Dạ, cảm ơn em gái nhiều nha. Đó thì lâu lâu mới chốt được một cái đơn hàng, và giá mà cái ông thằng tài lắc lư đó cả nhà mình đó. Đây cái bảng mà ông thằng tài lắc lư trước mặt gia đình chúng ta đó, không biết là trong ống kính gia đình chúng ta có nhìn thấy không. 140.000 đó thì lâu lâu mới chốt được một khách như vậy, thì khả năng bây giờ thì bán chỗ này là không đủ vốn rồi. Bây giờ vài chục ngàn, trăm mấy ngàn mà lâu lâu mới bán được một món, thì nhiều khi là có những cái chỗ người ta không có khách, nguyên buổi tối người ta không bán được món nào luôn, thì cũng rất là căng. Thì ở đây thì thấy là cũng có chị lựa ha, đến đây lựa hàng đây. Đó thì gần như luôn ha, giai đoạn này thì hàng quá thì tấp nập như thế này đây, nhưng mà buôn bán kinh doanh thì khá là chậm. Đó thì ở đây thấy hai chị gái như đang lựa những bông mai đó, để người ta dán trước cửa nhà hoặc là trên cánh cửa đó, để cầu cho may mắn ha. Một màu vàng, một cái màu gọi là hiện kim ha, một cái màu rất là may mắn. Tết thì có một cái màu chủ đạo đó là màu vàng và màu đỏ, hai cái màu chủ đạo trong cái dịp Tết Nguyên Đán này 2024 này. Đó thì đi một vòng gia đình chúng ta thấy lượng xe ở đây thì cũng tương đối gọi là không nhiều, so với trước thì không nhiều, nhưng mà bây giờ thì lượng xe gì thì cũng coi như là cũng tạm được. Đó thì có những cái cửa hàng gia đình chúng ta thấy đây, chị này vô nhưng mà cũng không có mua gì đâu, lựa không được thì cũng phải đi. Đó thì không phải là dễ chốt deal được cho khách ở giai đoạn này. Giai đoạn này chốt deal cho khách rất là khó. Đó thì bán nhiều khi mà ngồi cả buổi luôn, cả buổi chiều, buổi tối luôn, không bán được hàng, cái chuyện đó rất là bình thường. Và gia đình chúng ta thấy chi phí thì quá cao rồi, nhưng mà bây giờ thì hàng quá thì bán rất là khó, tại vì khách bây giờ thì tiền thì ít rồi, cho nên là đây là người ta bán lịch đây, lịch treo tường ha, lịch treo tường rất là nhiều đây. Hàng quá thì nhiều nhưng mà bây giờ tiền của người ta gọi là đang gọi là thời buổi kinh tế suy thoái, cho nên là thắt chặt chi tiêu rất là nhiều, cho nên là nhiều khi thì phải có những cái tác động rất là chuyên nghiệp về tâm lý thì mất mai mới câu cho khách gọi là chốt deal được. Còn bây giờ mà chỉ lơ ngơ mà đứng bán cho có lệ thôi thì khả năng cao là sẽ không bán được hàng và sẽ thua lỗ nặng luôn. Ở đây thì thấy có nhiều anh chị vào bên trong người ta lựa hàng đi. Đó, chỗ này thì trang trí cũng bắt mắt ha. Đó, nhất là những cái bé đó cầm những ông thằng tài lắc lư đó cả nhà. Mình vừa hỏi giá hai em gái kia mua 140 đó. Đó thì đây rất là đẹp luôn. Cả nhà mình nhìn thấy là sum tụ mùa Tết như thế này. Ai ai cũng muốn một cái năm mới là may mắn, ai ai cũng muốn một cái năm mới là suôn sẻ, cho nên là rất là nhiều người ha, người ta sẽ chọn đến đây người ta mua, và mua những cái giấy dán nè, những con vật hay những cái biểu tượng may mắn nè, hay là đèn trang trí đâu nữa. Thì khu vực Hải Thượng Lãn Ông Chợ Lớn này là nhất rồi, gọi là chuyên nghiệp rồi. Thứ nhất là bán nhiều, thứ hai là bán đầy đủ, và mẫu mã thì không thiếu, và giá cả thì cũng hợp lý.
Chính vì vậy mà đã có rất là nhiều khách là gần như là trở thành một cái thói quen rồi. Thể mỗi dịp mà Tết đến xuân về thì người ta lại chọn ra lên chỗ khu Hải Lượng đó ông, khu chợ lớn này để người ta chọn những cái gọi là vật phẩm phong thủy may mắn tươi vui trong cả năm. Đó thì nhìn đấy, ở nhà mình nhìn dòng dòng người gọi là làm thì nhiều, chủ thì nhiều, nhân viên thì nhiều, nhưng mà khách thì gần như luôn, rất là ít ha. Đây, có những khách người ta chỉ ngồi trên xe thôi. Đó thì ở đây thì cũng có lẽ là có nhiều người có các anh thì ngồi ngoài giữ xe, các chị vào lựa. Và các chị vào lựa rồi thì rất là khó mà để quyết định, tại vì các chị lựa rồi ra phải hỏi lại ý các anh nữa, cho nên là cứ xoay vòng như vậy đó. Dần dần thì cái cảm xúc nó sẽ bị chai, mình thích cái món đó mà ra nhiều khi chồng mình lại không ưng ý, nhiều cái nó phải chai. Đây thì có lẽ là những cái anh chị mà làm về sale bất động sản rồi làm sale về bảo hiểm này thì có lẽ là đi bán những cái thời điểm này có thể là bán những cái hàng này sẽ rất là được. Đó thì trend in được cửa hàng nào mà có thể mời người đến trend in được tốt thì cái khả năng là sẽ bán được nhiều hàng hơn trong cái mùa Tết này. Đây là bán đủ luôn ha. Ở đây khi thấy là có cái cây người ta xếp cây vàng bạc kim tiền rồi đủ hết giai đoạn Tết này. Đó thì bán đầy hết luôn đây. Nhà mình thấy đoạn này thì cũng hàng quá thì phải nói là quá nhiều luôn rồi, nhưng mà người bán thì ít ha, lai rai thôi. Thì đây cũng là một cái xu hướng chung, và khi mà hàng thì nhiều, Tết thì cận rồi nhưng mà bán không được, cho nên là người ta gọi là thua lỗ nhiều, người ta cũng ngại cái là tuyển thêm nhiều chuyên viên, tuyển thêm nhiều nhân viên. Đó thì cũng là một cái tình hình chung cái giai đoạn mà năm 2023 này bước qua sang năm 2024 rồi. Nếu về tính ngày Tây thì gia đình chúng ta đã đang ở quý 1 năm 2024 rồi, nhưng mà nói Tết ta thì gia đình chúng ta thấy là sắp sửa rồi, sắp sửa đến Tết năm 2024 rồi. Đó thì đi một vòng để gia đình chúng ta thấy là ở đây có nhiều cái trang trí rất là đẹp đây, nhưng những cái đồ thủ công mỹ nghệ nè. Đó thì đồ thủ công mỹ nghệ đây cả nhà mình thấy đó, không nên là người ta bán đủ hết rồi. Đó thì dán rất là đẹp luôn, nhìn rất là những cái ni á, những cái sàn á, cái đó thì cũng không gần cái tên gọi là gì, gia đình mình biết thì comment giùm em ở dưới comment ha, để ghi và mọi người cũng được biết thêm những cái ni cái sàn đó, người ta dán chữ chúc mừng năm mới lên là treo, nhìn rất là phong cách, rất là đẹp đây. Thì bên đây cũng vậy đây, bên đây cũng rất là nhiều chỗ trang trí đó. Bán thì khách vào thì cũng phải nói là lai rai thôi, không có nhiều. Nó thì cái dãy bên đây thì ngay chỗ trường học trung học cơ sở Bội Cơ rồi. Đó thì bên đường cả nhà mình nãy thấy là mới đi ngang. Đó thì coi như là Ghi cũng đi giáp một vòng khu Hải Thượng Lao Ông này để chúng gia đình nhìn thấy cái cảnh buôn bán kinh doanh của bà con ở giai đoạn giáp Tết, và đặc biệt là những cái gian hàng mà bán đồ trang trí Tết, gọi là những cái vật phẩm may mắn. Đó thì cả nhà mình thấy đó, gần như là cái người bán thì trùng đẹp đẹp, hàng quá thì khủng khiếp, nhưng mà người mua thì khá là ít luôn. Thì cái dãy bên đây nữa, bán đồ ăn vặt đây buổi tối đây, thì mình nhìn thấy là khách cũng le que, khá là vắng. Đó thì để kiếm ngày hai bữa cơm, gọi là cũng phải nói là giai đoạn này sống cũng rất là lây lất luôn đây. Những cái hàng quán như vậy mà khách le que như thế này đây thì bán cũng rất là khó khăn, cũng rất là chật vật. Đây, đó thì nhìn qua đường ha, cả nhà mình thấy là đỏ rực cả một vùng trời luôn, đỏ rực cả một cái con đường luôn. Mình nhìn rất là đẹp, rất là xuân, và hy vọng là hết năm 2023 này và đến Tết năm 2024 này thì sẽ có nhiều cái vận may, có nhiều tốt đẹp đến bà con tiểu thương, cũng như đến bà con anh em công nhân rồi nông dân sẽ được mùa, nhiều cái sẽ thuận lợi để kinh tế năm 2025 chúng ta sẽ tuyệt vời hơn, đón một cái Tết hoành tráng hơn năm 2024 này. Và clip em đi đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.